một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn NSV TV. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3, vừa đánh và vừa bình luận trực tiếp luôn nha. Một trận đấu và những người chơi ở level 19 và level 20. Một cái bản đồ cũng khá rộng lớn và sẽ có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm rồi. Chơi thôi nào. Chúng ta sẽ vừa chơi và vừa bình luận trực tiếp cả lúc này. Deployment time. Place the building. The boost activated. Resource structure. Place the building. Place the building. Place the building. Place the building. Replace the container detected. Construction complete. Construction complete. Construction complete. The boost activated. Tăng tốc triển khai các tòa nhà công sự đầu tiên và cố gắng để có thể có được những nhà sản xuất hải quân ở trên biển ngay lúc này là điều rất cần thiết rồi. Resource container detected. Place the resource container detected. Give me orders to it. Construction complete. Roger that. Resource container detected. Resource container detected. Upgrade. Place the building. Kịp rồi. Resource container to place the building. Where to shoot? Give me orders in. Commander, moving. Let's do this. Resource container detected. Give me orders. Resources received. Ready. Got it. Resources received. Construction complete. The boost activated. Detected. Resource container detected. Our unit is under attack. Resource container detected. Place the building. Resource container detected. Resource container detected. Cố gắng chiếm lấy các thông tạc nguyên thôi. Resources received. Resources received. Chính xác rất tốt ở phía bờ trong. Nâng cấp gia chính lên level 3 ngay thôi. Resources received. Resource container detected. The save will be ours. Place the building. Resource container detected. All guns loaded. Resource container detected. Chúng ta vẫn chưa thấy lực lượng hải quân sẵn đâu cả rồi. The boost activated. Resource container detected. Xanh lá cây đã chớp lấy thời cơ để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên của chúng ta. Cuộc tìm cũng đã có được Delta. Chiếm được rất tốt các thông tài nguyên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đặt thêm những quả thủy lôi để ngăn chặn được những đơn vị tàu Delta của Liên Đoàn. Không kịp rồi, rút lui thôi. Nhà chính đã ở level 3 thành công. Liên đoàn vẫn đang cố gắng tăng cường các tháp chống hạm ngay lúc này. Chúng ta sẽ triển khai thêm các đơn vị tàu Alligator sớm thôi. Boost activated. Construction complete. Construction complete. Resource container detected. Resource container detected. Rất nhiều các đơn vị lưỡng bộ bên xanh tập trung ở vị trí của thông tàu nguyên lớn góc 9 giờ. Và chúng ta cứ thật sự là bình tĩnh thôi. Liên đoàn đã có được một tháp chống hạm và rất nhiều các đơn vị tàu Delta rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta cần phải có các đơn vị tàu Alligator để sẵn sàng ứng phó với Delta của Liên đoàn. Thì đó là rất chắc chắn rồi. Cùng chờ đợi để có được các đơn vị tăng Jaguar. Đúng đó với Delta của Liên Đoàn. Bộ bên sàn tấn công rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta buộc phải triển khai các item sản xuất xe quân sự và lính bộ binh ngay. Rất có thể họ sẽ sớm tấn công thôi. Có rất nhiều các đơn vị lính bộ binh và đồng thời là các đơn vị xe pháo chết rồi. Chúng ta cũng cần phải có thêm các đơn vị không quân để trinh sát được tốt hơn bên ngoài căn cứ của chúng ta. Lực lượng của vàng cũng đã có được nhà sản xuất máy bay phục thứ 6 rồi. Đụng độ với bộ bên sân. Họ đã muốn có một đợt tấn công nhanh, nhưng ngay sau khi đụng độ với các đơn vị tăng Jaguar của chúng ta thì bộ bên xanh đã rút lui rồi. Khá ổn áp ngay lúc này. Có cả thằng Hammer. Chúng ta sẽ dâng cao độ hơn anh em ơi. Dâng cao độ hơn thôi. Chơi thôi. Liên đoàn đâu rồi? Đây rồi, họ đã rút lui rồi anh em ơi. Di chuyển vào phía bên trong và trinh sát thôi. Có Cyclone rồi, rút lui trước đã. Khá đông rồi. Triển khai những phương án phòng thủ căn cứ ngay. Cơ giới tấn công. Phòng thủ cả cứ gây. Liên đoàn đã buộc phải rút lui ngay sau khi đụng độ với quá nhiều cái đơn vị tăng Jaguar của chúng ta rồi. Phục thứ 9 nha. Nâng cấp nhà chính lên level 4 thôi. Sẽ có thêm các thùng tàu nguyên lượng ngay lúc này. Chúng ta cũng cần phải có sân bay và cũng cần phải có thêm các đơn vị xe nhí ngay lúc này để có thể hỗ trợ phòng không cho các đơn vị tăng gia gua. Đồng minh cũng đã có được sân bay thứ hai và nhà chính đã ở level 4 rồi. Chúng ta vẫn thiếu sự chính xác nha, và có lẽ là Hiếu Nguyễn buộc phải đi chính xác thôi. Quân vàng đã có không quân nhưng không đi chính xác rồi. Đó là một thiếu sót của lực lượng đồng minh. Insufficient energy. Căn cứ của Liên Đoàn đây rồi. Họ có rất nhiều những tòa nhà sản xuất xe quân sự ngay lúc này. Xe 1 và xe 2 và có cả nhà xuất Cyclone. Nhà xuất xe chuyên dụng cũng đây rồi. Khá là ổn áp ngay lúc này. Chúng ta đã có thể yên tâm hơn. Rút lui thành công rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ triển khai những phương án làm hợp đồng nha. Đồng minh cũng đã có được Abatrop rồi. Quá tuyệt vời. Tiếp tục trinh sát thôi. Lâu lâu phải trinh sát một lần để phát hiện ra lực lượng của Liên Đoàn đã có những gì ở đây bây. Lực lượng quân sạch đầu hết cả rồi. Có Cyclone, rất nhiều các đội vị tăng hammer và xe phòng không. Rất nhiều các tháp chống hạm rồi. Có cả Viking quay trở về căn cứ với một đơn vị diều hầu gần hết máu rồi. Abatrop ném bom ở căn cứ lũ quân xanh nước lắm. Mất nhà xuất máy bay, hãy nhìn cách lên nhà của phía lực lượng quân xanh nước lam xem. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chơi được những phương án tấn công bằng các đơn vị xe pháo tầm xa 3 mét nha. Đồng minh đã có được Alligator và các đơn vị tàu ngầm Barracuda. Abatrop ném bom rải thả vào các sân bay. Những nhà xuất máy bay của Liên Đoàn. Chắc chắn là tiếng sẽ không thể giữ được đường biển rồi. Còn quá ít các đơn vị tàu Viking. Cùng vàng cũng đã cắm ra quá nhiều các thanh bắn tỉa từ xa. Salam đang có được rất nhiều các đơn vị lưỡi bộ binh và đồng thời là các đơn vị xe pháo chết và cả tăng hammer. Nhưng làm sao để có thể chống lại với cả 6 thanh băng tỉa cả lúc này đây? Một cách chơi rất táo bạo từ phía lưỡi cung vàng. Một tiếng cũng sắp nát hết rồi. Không kết thôi. Không buồn tấn công. Liên đoàn cũng đang phòng thủ rất chặt chẽ ở vị trí phía đó rồi. Chúng ta dâng cao đội hình ngay lúc này thôi. Xong cho sàn làm và lực lượng ưu tiên rồi. Di chuyển thôi. Pháo tầm xa đã bắn rất tốt vào vị trí của những tòa nhà công sự của Liên Đoàn. A-300 ném bom lại thả vào phía bờ trong. Mất trung tâm chỉ huy rồi. Xe đặc biệt cũng đang kéo qua để có thể hỗ trợ cho đội binh. Nhưng làm sao đây? Đại kết là chắc chắn rồi. Một quả tên lửa hạt nhân từ phía đất lượng của quân xanh lá cây. Dẫu chấm hết cho trận đấu lần đây rồi. Nổ rồi. Căn cứ của Liên Đoàn chỉ còn con số 0 ngay lúc này thôi. Ta đã đụng phải những đối thủ quá yếu ớt trong trận đấu lần này. Không còn có bất kỳ một đơn vị lính nào để có thể làm được hợp đồng hero được rồi. Cái kết là quá rõ ràng với Liên Đoàn và chiến thắng là của chúng ta. Hoàn thành hợp đồng rồi. Vậy thôi, một trận đấu vừa đánh và vừa bình luận trực tiếp trên kênh của Hiếu Nguyễn NSV TV. Anh em phải đón như thế nào? Lên dài như vậy có ổ bám hay không? Thì hãy cứ bình luận nha. Và mình là Hiếu Nguyễn NSV TV và rất hân hạnh được phục vụ anh em. Hãy nhớ kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081 nha. Và chiến thắng là của chúng ta, của tất cả mọi người. bạn đã chơi với một kế hoạch rất thốn rồi, xây dựng ra rất nhiều những tòa nhà công sự ở rất gần với căn cứ lực lượng của Wilson nước Lam, và chiến thắng là của chúng ta. Kết thúc rồi, kết thúc với Liên Đoàn. Chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu tiếp theo ngay sau đây nữa thôi nhá. Chúng ta có những người chơi ở level 20 và level 19 rồi. Một trận đấu rất cân bằng. Nhưng rất tiếc cho Liên Đoàn là đã không có được một sự hỗ trợ quá hợp lý, và cũng không thể có được những kế hoạch tấn công một cách hợp lý được. Gần như là chỉ có các đơn vị xe cơ giới hạng nhẹ là Fortress và Tank Hammer. Ở trên biển thì chỉ có các tháp chống hạm và các đơn vị hải quân Viking. Và ở đường không thì cũng chỉ có Cyclone mà thôi. Trong khi đó lực lượng của Kháng Chiến chúng ta thì lại có quá nhiều các đơn vị tăng Jaguar, Hero, tàu ngầm và cả Alligator. Ở trên không thì chúng ta cũng có nhiều hầu và cả Abarab nữa nha. Sức mạnh đã chênh lệch quá nhiều rồi, và chiến thắng là của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trận đấu tiếp theo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the... Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đầu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của Hiếu Nguyễn và Lâm Nguyễn nha. Deployment time. Place the building. The boost activated. Construction. Place the building. 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 Construction complete. Resource maintain. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Place the building. Place the building. Resource container detected. Construction complete. Resource container detected. Let's do this. Resource container detected. Resources received. Resource container detected. Resource container detected. Is under attack. Resource container detected. Resources received. Cố gắng trinh sát thôi. Có rất nhiều các thùng tàu viên ở khắp mọi nơi rồi. Resources received. Upgrade complete. Ready. Approaching. Orders over there. Yes. Resource container detected. Place the building. Resource container detected. Resource container detected. Ready. Yes. Orders. Do it. Commander. Đây là một cái bản đồ nó khá là gần ở đây bởi, và chắc chắn là Liên Đoàn sẽ rất có thể triển khai những phương án tấn công nhanh, và sẽ có 2 thùng tài nguyên lớn ở lúc này rồi. Lính bộ bên xanh cũng đã tiến công vào căn cứ lực lượng của em trai. Bình tĩnh thôi. Construction complete. Place the building. Resource container detected. I'm ready. Yeah. Có rất nhiều các đội với lưỡng bộ bên sân Lam cũng đang lầm lề đến với vị trí này. Lâm Nguyễn cũng đã có thể chiếm được vị trí của thùng tài nguyên lửa rồi. Nâng cấp nhà chính lên level 3. Tiếp tục là đụng độ với bộ bên sân. Chúng ta đã chiếm được tài nguyên. Ồ mát rồi. Place the building. The boost activated. Where to shoot? Do it. Construction complete. Place the building. Container detected. Mới có phút thứ 3 thôi. Chúng ta đang có rất nhiều những lợi thế về tài nguyên và mọi thứ đang rất ồn ào ngay lúc này. Sản xuất hero nâng cấp chính là level 3 thành công rồi. Chúng ta sẽ tập chơi thêm hero level 1 nữa nha để có thể chính xác được tốt hơn. Construction complete. Construction complete. Quá yên tĩnh ngay lúc này. Liên Đoàn vẫn chưa thấy các đội vận lưới trinh sát tiếp theo. Đụng độ với Cyclone, có Cyclone rồi. Cyclone em ơi. Construction complete. Place the building. Cyclone lớn bộ bên 2 và có cả Fortress rồi. Cứ bình tĩnh thôi, không có sao cả đâu. Chúng ta khá yếu ngay lúc này. Tốc độ bay là rất chậm vì nó chưa được nâng cấp nha. Allied unit is under attack. Chúng ta sẽ thử lấy Dragonfly đối kháng trực tiếp với Cyclone thêm sau, xem có ổn hay không nha. Khá là yên tĩnh rồi. Tiếp tục trinh sát ở phía bên trong với một đơn vị Dragonfly. Không quá mạnh mẽ rồi. Lên nhà khá chậm bạn em ơi. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tìm để có thể nâng cấp được nhà chính lên level 4 và triển khai các đơn vị hero. tiếp tục là các thùng tài quyền lượng ở lúc này. Đánh khá dễ dàng rồi. Place the building. Command. Executing. Lâu lâu chúng ta mới có dịp vừa chơi và vừa bình luận trực tiếp như thế này, nhưng lại không có được những trận đấu quá hay. Đối thủ đánh là quá chậm chạp, không có quá nhiều sự đột biến rồi. Chúng ta có thể bình tĩnh để có thể triển khai được trung tâm chỉ huy lên level cao hơn và sẵn sàng với những phương án bằng các đơn vị hero. Và chúng ta sẽ thử chơi bài boss tiếp tục nha. Mình cũng đã nâng cấp được một ít các đơn vị bài boss rồi. Cứ chơi bài boss thôi. Mà boss kết hợp với bowler. Và để có thể có tầm nhìn tốt hơn cho các đơn vị Barbot thì chúng ta cũng cần phải triển khai thêm các đơn vị Dragonfly. Tiếp tục trinh sát ở phía bên trong căn cứ lục Liên Đoàn. Đụng độ với Cyclone, có Cyclone đi trinh sát rồi. Chúng ta không muốn điều đó đây mày. Rất ít các đơn vị lớn ngay lúc này. Thì đó là không tốt chút nào cho lực lượng của Liên Đoàn. Sảnh đánh biển cũng đã đập lọt ra phía bên ngoài. Cố gắng đi trinh sát rồi. Tiếp tục lại là Cyclone đi trinh sát chúng ta. Với việc cắm ra các đơn vị Dragonfly thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin trinh sát được tốt hơn. Họ phát hiện là chúng ta có mà mất rồi. Cũng kệ chứ biết làm sao bây giờ anh em ơi. Rồi mất tiêu một đầu với lên trinh sát của Liên Đoàn rồi. Đúng đó vậy, giờ đâu vậy Cyclone của Liên Đoàn. Mất hero rồi. Tiếp tục tăng cường triển khai các đơn vị xe nhí và các đơn vị xe pháo tầm xa. ta đã có một chút ít công việc anh em ơi. Và ngay sau khi quay trở lại thì Liên Đoàn cũng đã tấn công ta với rất nhiều các đơn vị về test rồi. Và bây giờ là tới phiên chúng ta đây mày. Chúng ta sẽ đáp trả với lực lượng của Liên Đoàn. Chúng ta sẽ triển khai những phương án tấn công hạt nhân. Và ngay sau đó triển khai những phương án phòng thủ căn cứ để hỗ trợ đồng minh một cách tuyệt đối nhất nha. Liên Đoàn đã cố gắng bắn phá vào một nhà xuất hero của Hiếu Nguyễn của NSV TV và đã thành công rồi. Không quá đáng lo lắng ở đây bầy. Bây giờ thì chúng ta sẽ triển khai thêm một vài tháp phòng không, cài cắm ở phía bên ngoài căn cứ và sẵn sàng đối phó với các đơn vị VTS của Liên Đoàn. Và chỉ cần có như vậy thôi, chơi thôi nào. Tiếp tục đồng đội với Vesco Liên Đoàn rồi. Instruction complete. Instruction complete. Instruction complete. Place the building. Resource container detected. Construction complete. Ready. Digging it. Construction complete. Construction complete. Chúng ta sẽ cùng cố gắng phòng thủ căn cứ một chút xíu và sau đó là tổng tấn công bằng hạt nhân. Kết thúc trận đấu này thôi. Một xíu nữa thôi. Resource container detected. The boost activated. Boost activated. Turret ready in position. Chúng ta cũng đang có được rất nhiều các đơn vị phòng thủ căn cứ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải tăng cường triển khai thêm những phương án phòng thủ căn cứ chặt chẽ hơn, sẵn sàng để có thể ứng phó được với Liên Đoàn nếu như họ tấn công ta bằng các đơn vị với test từ trên không. Là người trực ở phía bên trong. Rất nhiều các đơn vị lên bộ bên ở phía bên trong rồi. Bắn một quả tên lửa hạt nhân vào vị trí điểm cờ là xong. Chỉ còn có như vậy thôi. Có cầu thua để bởi xông vào tổng tấn công và kết thúc trận đấu này thôi. Chơi thôi đâu. Lâm Nguyễn cũng đã gần xong quả tên lửa hạt nhân rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để có một quả tên lửa hạt nhân cùng với Lâm Nguyễn ngay lúc này nha. Và ta đang bay ở trên không. Đừng có phát hiện ra chúng ta có tên lửa hạt nhân nha. Tấn công và kết thúc trận đấu này thôi. Đến nơi rồi, 3, 2, 1, nó rồi. Cái kết là quá rõ ràng với Liên Đoàn. Làm sao để có thể phòng thủ được căn cứ ngay lúc này đây? Một thách thức rất lớn cho Liên Đoàn. Tiếp tục đến với một quả tên lửa hạt nhân của Lâm Nguyễn và cánh phía bên đây. Tấn công như thế này là xong rồi. Xong Liên Đoàn rồi. Nó rồi. Bật khói lên. Và chiến thắng là của chúng ta là chắc chắn rồi. Một trận đấu rất hay và rất ồn ào của Hiếu Nguyễn, NSV TV và Lâm Nguyễn. Chúng ta đã có những phút giây không thể chơi được anh em ơi. Nhưng ngay sau đó thì chúng ta đã tổng tấn công vào những quả tên lửa hạt nhân. Và cuối cùng là chiến thắng rồi. Lực lượng của Liên Đoàn đã rất bất lực với cái đầu với xe khó của chúng ta ngay lúc này ở phía bên trong. Mất khó rồi. Ta vẫn còn có cánh quân của Lâm Nguyễn nữa nha. Không sao cả đâu. Trận đấu rất hay và rất ồn ào, được chơi trực tiếp và bình luận trực tiếp trên kênh của Hiếu Nguyễn, NSV TV. Xin được phép cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những đấu tiếp theo nha. Chiến thắng rồi. Chúng ta có hai đối thủ ở level 18 và level 20. Và cái kết là quá rõ ràng, chiến thắng là của chúng ta. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like đây mời. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. last